Võ đài thần minh toàn cầu. Bốn hung thú của Phục Hy đã chiếm toàn bộ núi thần. Khoa Hạ không ngừng vạn quốc. Bí mật của đấu trường thần thoại sắp được hé lộ. Con của trời, không nghe lệnh. Tư tưởng trở về vị trí. Thanh Long về vị trí. Bạch Hổ về vị trí. Chu Tước về vị trí. Tai của tôi. Ánh sáng màu lục bảo chiếu rọi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Sức mạnh tứ tượng đang không ngừng gặm nhấm 12 đứa trẻ sơ sinh. Giống như những đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên hiểu được thế nào là sợ hãi. Thực tế mà nói, chúng cũng chỉ là 12 đứa trẻ mới sinh. Trẻ con dù sao cũng vô tội. Chiến trường không có chỗ cho tình cảm. Lần này ta không thể chiều theo ý ngươi, nhưng ta có thể cho chúng một cái chết êm ái. Bộ lông của ngươi vẫn là người mẹ ấm áp nhất ông Nimbus. Chúng ta xong rồi. Xin lỗi vì đã để các con chào đời theo cách này. Sợ lắm phải không? Đã có mẹ ở đây rồi, không phải sợ gì nữa. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc xong thì xuống địa ngục đi. Trận đấu cuối cùng của ta lại thua thảm hại như vậy. Tất cả đều là do ngươi giở trò quỷ. Ngươi muốn làm gì? Ta đã nhường cả đất nước cho ngươi rồi. Đừng có được voi đòi tiên. Chuyện ngươi khiêu khích Hoa Hạ ta vẫn chưa tính sổ. Nếu sau này quốc gia nào cũng ngông cuồng như vậy, vậy uy nghiêm của Hoa Hạ đặt ở đâu? Vi nghiêm cái con khỉ. Hoa Hạ vốn dĩ là nước yếu, đứng sau thì phải bị đánh. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Vậy thì để xem ai mới là kẻ yếu. Con số này lại xuất hiện. Ngày được chọn rốt cuộc là gì? Cá chót lưới rách. Cuối cùng là lưỡng bại câu thương sao? Bồ đề tổ sư, người nói cho ta biết đi. Ngày được chọn, chư của tiêu tan, phạm thiên diệt thế, bàn cổ khai thiên, xây rượu gây hỏa hoạn, nữ hoa tạo người. Chàng trai nhiệt huyết trải qua bao thăng trầm, cuối cùng trở thành hắc bào giả. Phạm thiên diệt thế rốt cuộc là có ý gì? Ta đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ rồi, không thể nói thêm nữa. Người Hoa Hạ không có tư cách tiếp quản núi thần. Chúng tôi kiên quyết phản đối. Ta hy vọng có thể chung sống hòa bình. Ta bảo đảm ở Hoa Hạ, các người sẽ có cuộc sống tốt hơn. Lũ khỉ các người không có tư cách sống chung với chúng ta. Cút về phương Đông. Nguyên thủ, bọn chúng khinh thường chúng ta từ tận đáy lòng. Ta cho các người một cơ hội cuối cùng. Không cần thiết. Phi tộc loại ta, tầm đất khác biệt. Mọi người đừng sợ. Người Hoa Hạ toàn là lũ hèn nhát. Chúng ta cứ ở lì đây, xem chúng làm được gì nào. Ngươi định làm gì ta nào? Ta không rảnh đôi co với các người đâu, Bạch Khởi. Mặt tướng có mặt. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mặt tướng tuân lệnh. Trận này đánh xong, đã có hơn 50 quốc gia sắp bị diệt vong. Chủ động sáp nhập vào Hoa Hạ. Đánh thêm 2 trận nữa, thế giới này sẽ chỉ còn lại Hoa Hạ thôi. Nói xem, ngươi muốn phần thưởng gì?
họ đều là người hâm mộ người đấy. Xưa nay, loạn An Sử, trận chiến Thành Châu, Chu Vương đốt lửa hiệu, biết bao anh hùng hào kiệt đều gục ngã trước sắc đẹp của phụ nữ. Ngày được chọn sắp đến rồi, ta không có tâm trạng lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy. Ngươi lo lắng quá rồi. Hoa Hạ chúng ta là vô địch. Anh Hùng Vương, ngày được chọn sắp đến rồi. Ngươi còn tâm trạng uống rượu ở đây sao? Xưa nay, biết bao anh hùng hào kiệt đều gục ngã trước sắc đẹp của phụ nữ.